Thịnh à? Hello bác Thái. Này mai Black Friday đây. Đi đây, em đang chuẩn bị Black Friday cho bà con đây. Bác đến đúng lúc thế nhỉ? Đâu? Vào đây, bác ngồi đi, bác ngồi đi. Rồi. Hello. Hello, xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả quý gọi là khách hàng thương yêu của Oshop trong năm ngoài Bắc, miền Trung, miền Tây Bắc rồi đồng bằng rồi đến biển cả nhá. Sắp tới các bác biết là ngày gì rồi đấy, ngày thứ 6 đen tối của nước Mỹ hay còn gọi là Black Friday đúng không ạ? Tuy nhiên thì Black Friday với cả bán hàng bọn em thôi, còn của các bác là gì? Nó là ngày thứ 6 rực rỡ. Thì để cho nó rực rỡ hơn thì ngày hôm nay em đây, bác Thái đến nhà chơi, em cũng soạn ra đây là tất cả những cái bộ sản phẩm trong thời gian Black Friday này em giảm giá, giảm kịch sàn, em đảm bảo với các bác là không đâu rẻ hơn. Tất cả những sản phẩm này bọn em vừa giảm vừa bảo hành ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây, bây giờ nhá, em nói đơn giản con sạc này đi. Bác Thái thấy con này 2m, bác muốn mua con này giá bao nhiêu? 30 bớt tí đi. Bớt tí, 70. Bác muốn 70 thì con này em bớt cho bác 40.000 luôn, còn 40.000 cho bác không phải nghĩ ngợi luôn. 2m chân này là chân này là chân micro, em bán 40.000 sạc Samsung Oppo đây. Sẩy chỉ 40.000 thôi. Tai C micro nhá. Con này thì kể cả là tai C hay là micro thì em đều để giá 40.000 cho bà con nhá. Bà con không phải lăn tăn nhá. Rồi, chân đấy là chân Lightning, chân micro thì chỉ từ 40.000 thôi. Còn đây là chân gì đây? À, chân sạc iPhone con này bác muốn mua bao nhiêu? 110.000 đây, bác muốn mua bao nhiêu? Em bán luôn cho bác đây. 80 riêng con này 110.000 chia đôi em bán các bác. Con này 55.000. 55.000 đặc biệt đến cửa hàng thì chỉ còn 50.000. Ship đi thì 55.000. Cái này là chuyên để các bác xem phim này. Để xem phim này là xem phim sẽ thì đây. Phim sẽ gầy anh ạ. Đúng rồi, phim sẽ gầy thì các bác cắm con này lên là không phải gọi là cầm máy. Đấy thì rảnh hai tay, xem phim sẽ gầy thì phải rảnh hai tay thì các bác cắm con này là chuẩn luôn. Nó trêu các bác thì thôi, nhưng mà những cái dòng sạc này nó rất là hay ở chỗ là các bác mà sạc mà sợ để lên trên mặt bàn, mặt kính, xước cam, xước máy lưng của các bác ấy, dòng ý cái mắt cái thứ ấy, mà dòng lưng kính đẹp thì các bác mua con này nhá. Dựng máy lên thì không sợ ảnh hưởng đến cam. Em còn đủ cả ba mẫu nhé. Đây, bọn em đủ ba màu luôn. Micro và Thái Si. Rồi, đúng rồi, có cả đủ các màu cho các bác luôn, thoải mái luôn. Rồi, các bác nào đầu gấu thì con này không phải đầu gấu đâu, con này đầu lâu. Bác Thái mua con này bao nhiêu? Đây. Thì 130 thì bán 99.000 đi. 99.000 cái gì? Em lại con này em lại giảm kịch sàn cho các bác 65.000. Ok chưa? 65.000 ạ. Đúng rồi, 65.000. Bác nào mà hay nghe chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn thì nên mua cái này nhé. Các bác vừa cắm con này vừa nghe Nguyễn Ngọc Ngạn rồi nghe chuyện ma Huỳnh Lập. Chị nó gọi là vào. Nó vào kinh khủng luôn. Ok chưa ạ? Rồi. Tôi đã thế thì em nói luôn là ngày hôm nay thì sạc nào, cáp nào ở đây thì em cũng giảm cho bác 50% nhá. Con này micro, con này là cáp của Sendem, dòng này thì rất là cao cấp. Con này vừa sạc nhanh lại vừa là sạc để chơi game. Đây, các bác chơi game thì các bác cắm con này nó rất là hay, là nó không bị vướng tay các bác. Thì con này em bán cho các bác là chỉ có 45.000 thôi, giảm 50% luôn. Ok chưa? Đó, giảm 50% nhá. Tất cả những dòng này thì đều là sạc cao cấp hết thì em đều giảm cho các bác 50%. Giá bìa đây con này 101 thì em giảm khoảng 55.000, được chưa? Con này là dòng của Casim thì con này em giảm dòng cao cấp, con này Lightning thì em giảm cho các bác cũng chỉ còn 55.000 thôi. Đấy, các bác đến mua thoải mái, lựa thoải mái luôn. Đấy, nó con này nó đủ mẫu. Mẫu này cũng là mẫu chơi game này. Con này là con cáp tai C này, em có đủ các mẫu để tai C rồi các thứ nhá. Em giảm luôn cho các bác 50% nhá. Con này 120.000 em giảm còn 60 nhá. Các này tiện này bác ơi. Các này tiện là bác cắm sạc thì không, con này là con chống gãy gập. Hay các bác nhìn cổng này là cổng chống gãy gập nhá. Kể cả cái chân này cũng chân chống gãy gập luôn cho các bác nhá. Thì con này bán còn có 60 thôi. Đấy, cáp sạc các bác không phải lăn tăn. Thế còn mấy cái loại sạc cao cấp này thì sao? Hôm trước thì em có lên clip để bán cho các bác hôm gọi là chào mừng quay trở lại. Đấy, nó cứ nói thế, lên clip trở lại thì hôm nay em lại bán cho các bác còn kịch sàn hơn hôm trước. Con này 380 đúng không ạ? Em bán 350.000 sạc bao nhiêu? Sạc 20W, 18W của iPhone Pro Max 11. Sạc nhanh 18W luôn, em bán con này chỉ 350.000. Lỗi đổi 1 trong 6 tháng, cam kết hàng zin bóc máy. Đấy, cho bác Thái xem luôn. iPhone 8 này, iPhone 11 Pro Max này dùng ngày thôi nhá. 18W thôi, dùng 20W thì hơi phí tiền. Đấy, rẻ hơn mấy chục. Riêng những con này thì em nói luôn là em đi ship code. 308, những dòng này em ship code toàn quốc thì không phải cọc. Nói luôn, cái dòng giá này thì không phải cọc. Con này 450 em giảm còn 430.000. Con này là sạc 20W nhá. 430.000 Black Friday. Thậm chí là bác nào đường xa đến cửa hàng em ở dưới Phú Diễn em bán luôn con này 400. Đấy, bác nào mà chơi
chơi từ 12 đổ lên là chơi hàng 20W này nhé. Hay là iPad thì đấy, dùng cái này cho nhanh. Con này nó gọi là gì các bác biết không? Sạc này nó gọi là sạc tốc độ cao, sạc quá nhanh, quá nguy hiểm luôn, 20W. Tốc độ này gọi là tốc độ để tranh giải bát hương vàng mở rộng đấy. Sạc cáp cao cấp Foxconn, con này là bộ sạc cho iPhone từ 5, 5S, 6, 6S rồi đến 8 Plus nhá. Con này thì em giảm kịch sản cho bác Thái định giá con này đi. Bác Thái thích con này bán bao nhiêu em bán bấy nhiêu luôn. 60.000 nhá, ok bác Thái luôn nhá, con này em bán 60.000 cho các bác luôn nhá. Giá 60.000. Nhưng mà nếu mà các bác chốt nhanh trong ngày 26 là ngày mai em bán con này chỉ còn 50.000 nhá. Các ngày còn lại em bán con này 60.000 nhá. Ok chưa ạ? 50.000 trong ngày 26 nhá. Được chưa ạ? Đấy là dòng sạc cáp cao cấp nhá. Cáp sạc zin, con này cáp sạc zin, zin này là zin box trong hộp nhá. Con này bình thường em bán 280, đợt này em để cho các bác 230.000 cho nó yêu thương. Được chưa ạ? 230.000 cáp sạc zin box máy 18W, 20W đều cắm được. Con này là con sạc nhanh. Nói chung là hàng bác hộp thế nào thì con này nó là như thế. Đấy không phải nghĩ ngợi luôn. Rồi, tai nghe cao cấp earpod. Con này là chân lightning. Dòng này thì em bán 280.000 em để cho các bác. Trong dịp này chỉ còn 250.000 nữa nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong 6 tháng hết. Đây, các bác xem. Con này thì các bác, dòng tai nghe dây này nó vẫn khẳng định được cho mình đó là cái gì? Đó là cái chất âm. Chất âm dòng tai nghe dây vẫn là một trong những cái chất âm gọi là chất lượng tốt nhất nếu mà so với cả những cái loại tai nghe Bluetooth thông thường ở bên ngoài thị trường nhá. Đây, tai nghe zin bóc máy, hộp như nào bên ngoài như thế. Con này em bán 380, hôm nay giảm còn 350.000 đồng. Thôi các bác chốt, con này riêng con này thì em bóc em nghe nhiều rồi, em thử nhiều cho khách rồi. Chốt nhanh không phải nghĩ, nói thật luôn. Lỗi 1 đến 1 6 tháng. Dây dợ đây các bác đến các bác test luôn. Không phải lăn tăn về là giá thành của bọn em. Đã là Black Friday thì bọn em giảm kịch sàn luôn. Còn những cái dòng sạc như này gọi là sạc cho Samsung chân, con này chân tai si nhá. Con này chân tai si cả bộ này em bán là chân bóc máy của nhà máy Samsung Thái Nguyên nhé. Em bán con này 80.000, không phải nghĩ luôn. Sạc nhanh 15W của Samsung, con này em bán là 80.000 thôi. Con này là bác sạc cho A50, A50S, A52, A72, ok hết nhé. Con này sạc nhanh đấy, 15W của Samsung đấy. Cam kết luôn, sạc zin. Thôi dòng sạc ngoài ra nữa thì dòng dán kinh công đợt này thì bọn em cũng cho nó vào chương trình sale luôn. Em đủ mã từ 7 cho đến 13 luôn nhé, iPhone 13 series nhé. Con này bình thường em bán 80, lần này em giảm cho các bác còn 50. Riêng 50.000 này thì em bán đúng bằng giá buôn luôn. Các bác đến sờ thoải mái luôn, dán không phải chê luôn. Chê thì không dán, mà dán thì không chê. Đây không phải nghĩ. Đó. Hay đợt này thì Black Friday làm tí nhạc nhẽo thì các bác có thể chốt em Hoco loa này thì là loa cắm nghe nhạc đi. Hôm nọ em cũng có bài test ở trên web bọn em đấy, ở trên YouTube bọn em là em có test loa này rồi. Chất âm của này cực hay luôn nha các bác nhé. Cắm thẻ nhớ, cắm USB nghe FM radio nhé. Đi mưa đi gió IPX5 thoải mái. Con này nhà em giảm hôm nay chỉ còn 250.000. Con này là cái loa công suất của nó công suất cao. Và các bác hôm nọ chưa có xem clip thì hãy tìm lại clip ở phần dưới link mô tả nhé, để các bác có thể trải nghiệm lại chất âm con này để chốt nhá. Để bác nào muốn đi mưa đi gió nhá, đừng đi bão nhá, chết đấy. Con này đi mưa đi gió rồi, đi bão thì nghe hơi khoai, mà đợt này dịch thì không đi bão ở đâu. Bao giờ Việt Nam thắng thì các bác đi bão sau thì cầm con này đi phát nhạc thì thôi nhá, không phải nghĩ gì nhá, cổ vũ mắc pinh luôn. Ok thì ngoại trừ dòng phụ kiện thì đợt này máy thì bọn em cũng trong chương trình sale luôn. Thì chương trình sale máy đợt này thì bọn em sẽ tặng luôn cho các bác là gói bảo hành của bọn em nhé. Gói bảo hành VIP 6 tháng nhé. Thì đây các bác có thể thấy là gói bảo hành này thì trị giá của nó hiện tại đang là 400.000 đồng là trong vòng 6 tháng bảo hành cho các bác. Tất cả các lỗi pin, nguồn, màn, tất không bao gồm lỗi rơi vỡ. Còn lại có vấn đề gì thì bọn em bảo hành bao test cho các bác trong 6 tháng luôn. Thì hiện tại gói bảo hành này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả dán cường lực, cả bộ sạc cáp cao cấp ở đây luôn. Thì là sẽ đều tặng trong cái đợt này. Thì các bác chốt máy, chốt nhanh của em. Chương trình của em chạy từ bao giờ? Từ hôm nay cho đến, từ ngày 26 cho đến ngày 29. Clip này của em thì sẽ lên trong đêm nay để cho các bác lựa. Để ngày mai là các bác có thể đặt hàng ship code toàn quốc, cũng như là mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, trải nghiệm tại cửa hàng. Trong dịp này thì kể cả máy rồi kể cả phụ kiện thì bọn em đều giảm rất là sâu. Giá máy thì bọn em thì tặng luôn cho bác. Đây là một cái gói bảo hành em nói là rất là giá trị của bọn em. Vì bản thân là bảo hành bao test 15 ngày với bảo hành 6 tháng thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và bao gồm cho các bác là cả bộ sạc luôn. Đấy là mua máy là đợt này là ưu đãi, thì gọi là ưu đãi ngút trời nhá. Ok, thì link của bọn em thì sẽ là để link web ở dưới phần mô tả.
các bác có thể liên hệ cho bọn em qua Zalo này, qua số điện thoại này, qua fanpage này, qua website này, để lại comment YouTube này, bọn em sẽ trả lời ngay, trả lời luôn, trả lời nhiệt tình luôn. Các bác cần gì hỗ trợ cứ liên hệ em. Rồi, rất cảm ơn các bác đã tham gia cái chương trình Black Friday này của bọn em nhá. Các bác nhớ này, hôm trước thì cũng nói luôn là các bác đang rất là gọi là ủng hộ bọn em về cái vấn đề là mua máy, thì các bác nhớ để ý cho bọn em là bọn em sẽ lên clip liên tục. Nhớ để lại gì? Like, subscribe để cho bọn em có tinh thần làm việc. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn bác Thái, cảm ơn tất cả mọi người.